Hello, Bán chà nem chua bác đang theo dõi clip số 84 nha. Và hôm nay em lên được khá là nhiều hàng luôn, bao gồm một số đồ nghề, dụng cụ bonsai và dụng cụ làm bếp luôn anh em. Anh em mình xem video, cảm thấy mà ưng ý, hài lòng với món hàng nào thì ủng hộ em nha. Và cũng như thường lệ luôn ạ, mã số nè và giá cả công khai của sản phẩm là em có dán bên trên, nên khi anh em mình xem video, mình thấy ngay được giá của sản phẩm luôn ạ. Còn về chi tiết của nó như thế nào thì anh em mình vui lòng xem thật kỹ trong video giùm em nha. Thì em sẽ đo cái kích thước thực tế của nó, em quay các cái góc cạnh của nó ha, và em giới thiệu đến anh em cái tính năng, công năng của sản phẩm đó. Anh em mình cảm thấy phù hợp với nhu cầu của mình á, anh em ủng hộ em nha. Về hình thức chốt hàng bên em thì ở đây em có chuẩn bị một cái bảng thông tin, anh em mình gọi trực tiếp giùm em ha, 0896996883 số điện thoại của em ạ. Và hiện tại số điện thoại này em cũng có dùng Zalo luôn, anh em cũng có thể kết nối Zalo với em để mình trao đổi với nhau vấn đề về hàng hóa, vận chuyển cũng như thanh toán một cách dễ dàng ha. Đây, em sẽ bỏ trong khung hình của video, anh em mình xem qua TV hoặc là qua điện thoại mình đều thấy được thông tin của em trong xuyên suốt quá trình mình xem luôn ạ. Rồi em vào chi tiết của sản phẩm ngày hôm nay luôn nha. Đầu tiên á, em giới thiệu anh em là một cây vít đóng của nhà bà Seo anh em. Đây, bà Seo, hàng của Nhật anh em ha. Đây, Japan anh em. Cây này có cái cán của nó là bằng gỗ anh em nha. Cán gỗ ha, dạng vít đóng nha anh em. Và đầu vít 3K BH3 nha. Nó tình trạng là còn khá mới đẹp luôn nha anh em. Ở đây nó còn cái tem của sản phẩm luôn á. Đây, anh em mình còn thấy cái chữ MM này nè. Đây. Đó. Thì cái phần này anh em mình về mình vệ sinh ra cho sạch sẽ luôn ha. Nó không có vấn đề gì hết. Anh em mình vệ sinh ra là nó sáng bóng như những cái phần trên này thôi nha. Tại vì em để lại đó, để anh em mình có thêm một số cái thông tin của sản phẩm thôi. Đây, phần cán bằng gỗ. Đây là đầu đỏng nha nè, rất là chắc chắn, không rơ lắc gì ha. Chiều dài của vít em đo được là 29,5cm ạ. Đó, tình trạng khá là đẹp luôn nha nè. Đây, nguyên vẹn anh em ha. Mã số 1, clip số 84, giá là 150.000 ạ. Cây này anh em mình mua về sử dụng hạt sâu tầm đều ok nha nè. Rất là đẹp luôn. Anh em xem cái mũi vít nè. Ok ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo, giới thiệu anh em là một cây búa bát giác anh em. Đây, cây búa bát giác ha. Chất liệu cán bằng gỗ nha nè. Hình thức cũng tương đối đẹp nè anh em ha. Đây, chốt nêm của nó đây nè. Cây này, cây này là hàng Nhật anh em nha. Đây, hãng Con Voi ha, chuyên về những cái dụng cụ búa, dao, rìu, xẻng nha nè. Đó. Chiều dài của nó em đo được là 29cm ạ. Phần cán còn nguyên vẹn luôn. Đó, ok nha nè. Chắc chắn nha, không rơ lắc gì. Đây là mặt đóng anh em nha. Cũng có một số dấu vết khờn của người sử dụng trước nha nè. Đó, tuy nhiên không đáng kể lắm đâu ha. Mặt phía bên này ạ. Đó, ok nha nè. Em sẽ cân trọng lượng của nó để anh em mình theo dõi luôn nha. À, ở đây có cái thông tin của sản phẩm đây nè. Hiệu Con Voi luôn nè ha. Cái đầu búa nó là 0,9kg nha nè. 9 lạng ha. Và em sẽ cân luôn nguyên cây búa này tổng trọng lượng bao nhiêu ha. Tính luôn phần cán nữa là cây búa này tròn 1kg nha nè. 1kg ha. Đó. Cái size của nó khá là vừa vặn cho anh em mình sử dụng luôn ạ. Mã số 2, clip số 84, giá 250 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 3, em sẽ giới thiệu anh em là một cây búa gò của hãng OH ha. Đây, hàng OH nha nè. Đó. Một cây búa gò ha. Cây chất liệu cán bằng gỗ anh em, khá là dài. Chiều dài của nó đo được á anh em là 41cm ha.
Đây. Đó. Phần cán thì cũng còn nguyên vẹn này nè. Rồi. Về phần đầu búa ha. Nó có một cái đầu tròn nhỏ anh em và một cái đầu nhọn ha, để anh em mình đi thường thường á, một số anh em nói cái này đi để làm đĩa chắc hay gì đó nè, anh em mình đánh vào những cái đá gì đó. Nói chung thì em thì không rành lắm đó, anh em nào thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình thì anh em ủng hộ em ha. Cái mặt búa thì em thấy cũng còn ok đây. Đó. Ok nha anh em ha. Em thấy tình trạng cây này còn khá là mới á, cái nước sơn đen của nó là còn luôn nè nè. Đây đầu nhọn cũng rất là nhọn ha. Em coi cái trọng lượng của nó luôn anh em nha. Tổng trọng lượng là 300g anh em, 3 lạng ha. Cây búa gò của nhà OH ha, 3 lạng anh em, mã số 3, giá 200.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 4, em giới thiệu anh em là một cây búa ha. Một cây búa có một cái đầu đóng và một cái đầu đỡ cắt anh em. Đây, cắt ha, anh em dùng cái đầu này đỡ mà cắt này. Tình trạng cây này là còn rất là đẹp nha này, rất là đẹp, còn luôn cái tem của sản phẩm luôn nè. Có một số thông tin anh em mình có thể chụp màn hình lại để mình tìm hiểu thêm thông tin của sản phẩm này ha. Đây, trên đầu búa thì có thông tin luôn nè, Made in Japan, hàng sản xuất ở Nhật anh em. Tình trạng mới đẹp ha, chất liệu cán bằng gỗ. Em đo được kích thước của nó là khoảng tầm 30,5cm nha nè. Đó. Rồi, phần chốt của nó được đổ keo ha, rất là chắc chắn. Đây, đây là phần mặt búa anh em xem đây. Đó. Khá là mới nè. Cái mặt nó đẹp ha, láng mịn luôn anh em. Hình như em chưa thấy có cái dấu hiệu sử dụng luôn đó nè, hoặc là hàng dùng lướt thôi ha. Đây, đây là cái đầu cắt nè anh em. Đó. Em sẽ cân trọng lượng của nó ha. Sáu trăm gram nha. Ở đây nó có thông tin của cái phần đầu búa là 450 anh em, 4 lạng rưỡi. Và anh em cộng thêm cái phần cán nữa thì tổng trọng lượng cây búa nó sẽ lên là 600g, 6 lạng á. Rồi, anh em chốt cây này, báo giúp em mã số 4 nha. Clip số 84 luôn ạ, giá 250 ạ. Em qua mã tiếp theo ạ. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu anh em một số cái dụng cụ anh em làm vườn làm bonsai ha. Đầu tiên thì anh em một cây xẻng. Đây, cây xẻng để anh em mình xới đất hoặc là anh em mình trồng cây ha. Đó. Đây là hàng nội địa Nhật nha nè. Đây. Có cái logo là hình con chuồn chuồn anh em. Và cái hãng của nó là cái chữ Nhật này ha. Đó. Tình trạng thì cũng còn tương đối nè, em thấy cũng rất là cứng cáp cho anh em mình sử dụng ha. Đây, ở đây có một cây móc để anh em mình treo lên luôn nè. Đây nè. Rồi. Xẻng này có chiều dài em đo được là 28cm ạ. Bề ngang của xẻng này là khoảng là 7cm anh em ha. Đó. Cứng cáp dài dặn nha nè. Anh em chốt mã này, báo giúp em số 5.
Hành lý số 84 ha, giá 100.000. Để anh em mua về mình làm vườn, mình trồng cây ha. Em qua mã tiếp theo ạ. Tiếp theo mã số 6. Ở đây em có một cái lưỡi hái nè, một cây lưỡi hái mini và một cây cưa, một cây cưa lọng ha, cưa lọng, cưa lách gì đó tùy theo anh em, mỗi địa phương mình gọi khác nhau nha. Đây, em bán một cặp hai cây này nha. Tình trạng thì cũng còn khá là mới, sắc bén anh em. Cây lưỡi hái á thì em đo được này, kích thước của nó là khoảng tầm 18,5 ạ. Cây cưa thì em đo được là khoảng là 24 anh em ha. Rồi, đầu tiên giới thiệu anh em là cây cưa lọng này. Tình trạng là còn khá là mới luôn. Đây, đây nè, anh em xem các cái răng của nó này, rất là sắc ha. Cán bằng gỗ anh em nha, còn khá là mới luôn. Có thêm thông tin của sản phẩm đây, anh em mình có thể tham khảo thêm nha. Đó, rất là nhỏ nhắn ha, anh em mình làm vườn. Đây là cái cưa, cưa lọng cũng của Nhật luôn anh em nha, cán gỗ ạ. Anh em xem các cái răng cưa này, còn khá là sắc luôn nha. Đó, ok anh em ha. Đây, anh em thấy cái độ nhám của nó đây. Đó, khá là nhám luôn ha, sắc anh em. Một bộ hai cây này cho anh em mình mua về làm vườn ha. Mã số 6, clip số 84 ạ. Giá của hai cây này là 160.000 nha anh em. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 7, giới thiệu anh em là một cây dao ghép của Nhật anh em. Một cây dao ghép của Nhật với cái cấu tạo của nó là nó có cái hộp gỗ ha. Đây, đây là cái phòng bộ phận bên trong này nè, và có cái vỏ bằng gỗ đó, cho anh em mình bảo quản rất là tiện ha. Cây này cũng rất là đẹp luôn anh em nè. Chiều dài của nó khi mà đóng trong cái có vỏ anh em ha, em đo được là 18,5 cm ạ. Đấy, rất là đẹp luôn, nguyên vẹn nha anh em. Rồi, đây là bên trong anh em, phần dao ha. Mặt trước thì nó có cái vân da cóc anh em nha. Đây, mặt sau có cái thông tin của sản phẩm, có mộc truyện của sản phẩm đây anh em. Đó, anh em thấy khá là sắc bén luôn nha. Đó, anh em thấy đó. Rất là chắc chắn, không rơ lắc gì anh em nha. Cây này em thấy tình trạng cũng còn khá là mới ấy. Một cây dao ghép hộp gỗ ha, rất là đẹp cho anh em mình mua về sử dụng luôn. Mã số 7 ạ. Giá của nó là 210.000 ạ. Em qua mã tiếp theo luôn ạ. Mã số 8, em giới thiệu anh em là một cây đục nha, một cây đục cong. Đây, nó có cái dạng cong nè anh em. Đó, hàng Nhật nha anh em. Tuy nhiên cái tem của nó dán ở đây này, nó bị mất đi rồi ha. Đó, tình trạng thì nó còn như thế này thôi nha nè. Nó còn khá là mới luôn á, khá là sắc luôn này. Phần lưỡi khá là sắc luôn này. Chiều dài của nó em đo được là 17 cm ạ. Về cái bảng lưỡi đục này, em đo được là khoảng là 14 ly ha. Đây nè, 14 ly ha. Đây nè, mình xem lại cái nước thép của nó đây. Nó tình trạng còn khá mới luôn. Cái nước gam đen của nó là còn nguyên luôn nè anh em. Phần lưỡi đục với phần cán ha, chắc chắn không có rơ lắc gì nha anh em. Còn luôn cái vỏ bọc bảo vệ cái phần lưỡi luôn ha. Đó, anh em chốt cây này, báo giúp em mã số 8 nha. Giá của nó là 200.000 ạ. Em qua mã tiếp theo luôn ạ. Mã số 9,
Em giới thiệu anh em là một cây kéo bấm rễ ha. Cây này là thép, thép trắng nha nè, thép trắng nha, hàng của Đức luôn anh em. Đây, hãng này anh em. Đó. Tình trạng khá là mới đẹp luôn. Các cái góc cạnh ok ha. Đó. Lưỡi cũng rất là sắc bén luôn anh em nha. Cây này anh em mình mua về mình sử dụng hoặc là sưu tầm đều ok nha. Chiều dài của nó em đo được là 15,5 cm ạ. Rất là chắc chắn luôn ha. Đây anh em thấy ha. Đây, gia công rất là sắc sảo luôn này. Em sẽ test qua cái phần lưỡi cho anh em mình kiểm tra luôn nha. Đây này, rất là sắc luôn ha. Đó. Rồi, anh em chốt cây này, báo giúp em mã số 9 nha. Clip số 84 giá 200 nghìn. Em qua mã tiếp theo ạ. À. Mã số 9 thì tiếp theo sẽ là mã số 10 anh em. Mã số 10 nha. Đây ạ, à, mã số 10. Giới thiệu anh em là một cây dao ghép của Nhật anh em. Cái dạng của nó là cây hình cong ha. Và có cái vân da cóc bên trên anh em. Đây, hàng còn mới còn nguyên hộp luôn anh em. Ở sau có một số thông tin của sản phẩm này. Anh em mình cũng có thể lưu chụp màn hình lại để mình tham khảo thêm thông tin ha. Rồi. Còn bên trong của nó em sẽ lấy ra cho anh em mình xem luôn ạ. Đây nè, này, chi tiết bên trong anh em thấy ha, thép ghép luôn nè anh em. Đó, phần lớp thép rất là rõ ràng ha. Mặt ở trên thì có cái vân da cóc anh em. Rồi, mộc truyện của sản phẩm này luôn anh em. Đây nè. Đó, nó sẽ có một cái dạng cong. Cây này thì nó sẽ phù hợp với anh em dùng tay phải nha. Đây, anh em mình cầm ha, rất là có lực luôn nha anh em. Chiều dài của nó em đo được là 20 nha nè, 20 cm ha. Cái bảng rộng của nó này khoảng là 2,4 cm đây nè, tương ứng với 24 ly ha. Đó. Hàng mới chưa qua sử dụng nha nè, còn nguyên trong hộp luôn ha. Ôi. Đây nè, đó. Một cây dao ghép mới luôn ha. Anh em chốt cây này, báo giúp em mã số 10 nha. Clip số 84 anh em, giá của nó là 250 ạ. Em qua mã tiếp theo luôn ạ. Mã số 11. Ở này em có đánh nhầm thông tin anh em. Em có đánh nhầm thông tin ha. Mã số 11 thì em lại ghi là mã số 21. Sorry anh em nhiều nha. Nhưng mà anh em cứ mình căn cứ theo cái mã số này ha. Cứ báo giúp em mã số 21 là em sẽ biết là cái kéo này nha nè. Rồi, sẽ giới thiệu anh em là mã 21, một cây kéo tỉa nha. Đây, một cây kéo tỉa của Nhật nha nè. Mộc truyện của nó ở đây ha. Đây nè, đó. Được đóng trên phần cán ha. Hình thức thì cũng còn ok nha nè. Đó. Cái nước gam đen của nó cũng còn luôn nè nè. Anh em thấy được tình trạng của nó cũng khá là mới ha. Cái phần lưỡi bên trong anh em. Đây. Thép ghép luôn anh em nha. Cây này em đo kích thước của nó luôn ạ. Khoảng là 18,5 cm nha nè. 18,5 cm. Em test qua giấy cho em mình kiểm tra luôn nha. Đó.
rất là sắc bén ngọt ngào luôn anh em nha. Phần mũi đây, đây anh em thấy đây đó, anh em mình tỉa tốt ha. Một cây kéo tỉa nè, hạng Nhật ha, mã số 21, giá là 200.000 nha nè, giá 200.000 ạ. Tiếp theo mã số 22 cũng là một cây kéo tỉa luôn anh em. Tuy nhiên cây này nó có cái cấu tạo khác với cái cây trước một tí ha. Ở phần cán nó làm những cái dấu caro như thế này để đây mình cầm bám tay hơn nè nè. Đó, thiết kế rất là dễ thương ha. Mộc truyện của nó thì nằm trên này, trên phần cán phía bên này anh em nha. Đây, hàng của Nhật anh em mình yên tâm về cái chất lượng ha. Những kéo, những hàng bonsai của Nhật thì rất là sắc bén luôn anh em. Đây, hình thức cũng còn nguyên vẹn luôn nha anh em. Đây là phần lưỡi bên trong ha. Trên phần lưỡi thì có những cái vết ố của sắt thép thôi. Đây, đó. Anh em mình cắt nó vẫn bén ngọt nha, không có vấn đề gì anh em nha. Đấy, em thấy phần lưỡi rất là sắc bén ha. Em sẽ test qua giấy cho anh em mình kiểm tra luôn. Đây, rất là ngọt ngào luôn anh em nha. Phần mũi kéo đây nè. Ok anh em ha. Đây, phần mũi rất là sắc luôn. Đó, anh em mình về tỉa ngon lành nha. Mã số 22, giá 200.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo, mã số 23. Một cây kéo tỉa ha. Cao cấp anh em. Hãng này em cũng quên tên của nó rồi, một cái hãng rất là cao cấp của Nhật này. Đó, anh em nhìn thấy cái từ cái dáng kéo cho đến cái nhìn cầm trên tay của nó thì anh em thấy cái chất lượng ha. Đó, ngoại hình rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn anh em. Chiều dài của nó em đo được là 20cm nha. Đó, rất là vừa tay anh em mình cầm luôn. Có dạng bầu như thế này anh em, cái phần cán có dạng bầu ha. Cái nước gam đen của sản phẩm nó cũng còn luôn nè anh em. Hàng cũng còn khá là mới. Lưỡi kéo đẹp nha anh em. Đây, anh em thấy lưỡi đẹp ha. Hình thức cũng còn nguyên vẹn hết anh em nha. Em test qua giấy cho anh em mình kiểm tra luôn ạ. Đó, rất là ngọt nha anh em. Phần mũi kéo đây ạ. Đó, một cây kéo rất là đẹp luôn, cho anh em mình mua về sử dụng ha. Mã số 23, giá của nó là 350.000 anh em. 350.000 ha. Cái phơm kéo nó khá là to luôn, nó vừa tay cho anh em mình sử dụng luôn ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Một cây kéo bướm anh em. Một cây kéo bướm của Nhật ha. Và cũng là một cái thương hiệu rất là cao cấp của bên Nhật luôn đây nè. Đây, mộc truyện của nó được khắc trên phần cán này ha. Hình thức cây này em thấy cũng còn khá là mới này. Cái nước gam đen của kéo á, nó còn nguyên luôn anh em. Hàng này có thể là hàng dùng lướt thôi nha. Rất là đẹp luôn. Phần lưỡi kéo đây ạ. Nó các cái vân kéo nè, anh em thấy các cái vân sọc của nó này, là còn luôn ha. Cho thấy cây kéo này rất là ít sử dụng, hàng dùng lướt thôi anh em nha. Chiều dài của nó em đo được là 17cm nha nè, 17cm ạ. À, cây kéo này là cán nó đúc liền khối luôn nè, anh em thấy ha. Cán hai bên đúc luôn nè. Rất là đẹp, rất là cao cấp, chất lượng luôn nè. Em test qua giấy cho anh em mình kiểm tra luôn.
ngọt ngào nha nè. Mã số 24 ạ. Giá của cây kéo này là 300.000 anh em nha. Một cây kéo rất là chất lượng luôn ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Tiếp theo giới thiệu đến anh em là một cái vòi tưới nước anh em, một cái vòi tưới nước của Nhật ha. Hãng của nó là Sane anh em ha. Hình thức xung quanh này nè. Ok nha. Đấy. Đảm bảo cho anh em là không có dấu hiệu nứt bể gì anh em nha. Và cái phần chốt này nè, là bằng đồng ạ. Để nó hạn chế cái sự rỉ sét ha. Đây. Đó, hoạt động hoàn hảo nha nè. Về anh em mình muốn tưới liên tục á, thì mình nhấn cái này xuống ha. Nhấn cái phần này xuống thì nó sẽ giữ liên tục luôn nè nè. Đây. Đây nè, mình nhấn xuống. Đây cái vị trí này ha. Thì lúc này nước nó sẽ mở ra liên tục luôn ạ. Mà chính xác hơn thì em nghĩ là cái này nó ở phần dưới này. Trong quá trình lắp đặt có thể là bị sai sót thôi nè. Chứ thường thì em thấy cái chốt này nó hay nằm ở phần dưới ạ. Em chưa biết cách tháo mở của cái này ra anh em nha. Bình thường á là em thấy cái chốt này nè, nó sẽ nằm ở phía dưới thì nó sẽ giữ nó tốt hơn anh em. Nằm trên này thì nó dễ bị trượt nha. Thì cái này em sẽ thay đổi lại nè, em sẽ nhờ bên thợ họ thay đổi lại ha. Ở phía dưới thì nó sẽ tiện hơn cho anh em mình sử dụng nha. Còn chức năng hoạt động của nó thì hoàn hảo, anh em mình yên tâm ha. Về cái phần mà anh em mình nối dây vào này, em sẽ đo ha, em sẽ đo luôn. Đường kính ngoài của nó nè, đường kính ngoài nha. Hai mốt ha. Sorry anh em, 16 nha anh em. Đường kính ngoài là 17 anh em. Đường kính ngoài là 16-17 nha. Đó. Anh em mình xem cái size ống nhà mình có phù hợp hay không ha. Đó. Rồi, đảm bảo anh em là hoạt động hoàn hảo nha. Nguyên vẹn anh em. Giá của cây này là 250.000 ạ. Mã số 25, clip số 84 nha anh em. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. 26. Em sẽ di chuyển cái bảng thông tin qua bên này tí ha. Giới thiệu anh em là một tay lắc anh em. Một tay lắc của hàng nội địa Nhật anh em nha. Đây, cái thương hiệu của nó là cái chữ Nhật anh em. Em cũng không có đọc được ha. Có chuẩn cái logo của cơ khí Nhật luôn đây nè. Đây, cấu tạo của nó như thế này ha. Cái phần cán tròn, anh em mình cầm rất là thuận tay luôn. Không có bị cấn đau tay ha. Ở sau có một số cái thông tin của sản phẩm luôn nè. À, cái hãng của nó là hãng Banzai anh em, Banzai. Rồi, đầu tiếp nối khẩu của nó là đầu 1/2 nha nè. Bi khóa khẩu thì nhúng nhảy tốt ha.
Tình trạng cây này em thấy cũng còn khá là mới đẹp nè. Cái nước xi của nó sáng bóng luôn anh em ha. Chiều dài của nó em đo được là 25 cm ạ. Này, hình thức cũng nguyên vẹn anh em nha. Về hoạt động này, đảo chiều ha, ok ha. Ở sau này họ sẽ thiết kế thay vì những cái cây khác thì nó sẽ là một cái mặt tròn ha. Thì đây người ta sẽ tận dụng cái mặt tròn đó, người ta thiết kế một cái khóa nè, một cái khóa vòng tự động luôn nè. Khi anh em mình xoay thì mình cũng có thể tự động luôn này, mình đảo chiều được luôn nha. Cái khóa này thì nó, để em đo thử khóa bao nhiêu anh em ha. Khóa 19 anh em nha. Khóa 19 ha. Ở sau là thêm một cái khóa vòng 19 nha nè. Đó, hình thức nguyên vẹn ha, hoạt động hoàn hảo nha nè. Mã số 26, giá của nó là 250, anh em mình mua về sử dụng rất là tiện ha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo, mã số 27 anh em. 27, một cái con lắc léo của nhà KTC ha, KTC nè. Đấy, hàng của Nhật ha, chuẩn hàng nội địa Nhật luôn đây ạ. Hình thức cây này em thấy còn khá là mới nha nè, khá là mới luôn. To, cứng cáp nha. Và dài nữa nè. Cây này nó dài hơn những cây thông thường em hay bán á. Chiều dài của nó em đo được là 38 cm ha, từ phần đầu cho đến phần cán anh em. Tình trạng còn khá là mới nè. Anh em thấy cái nước xi của nó sáng bóng luôn ha. Chưa có cái dấu hiệu bong chóc nhiều nha nè. Rồi ở phần cán nè, có thiết kế thêm các cái vân caro chống trượt này nè. Này, anh em cầm rất là bám tay. Ở đây có thêm một cái tay để anh em mình xỏ cái cây ngang á, thành hình chữ T đó, mình vặn cho nó có lực hơn ha. Đây, ở đây có thêm một cái phần đó nữa cho anh em luôn nè. Rồi, về phần đầu này, đấy, này là anh em đắt léo ha. Đầu tiếp nối với khẩu cũng là đầu 1/2 luôn nha nè. Bi khóa khẩu hoạt động tốt nha. Đây ạ, em thấy ha, tình trạng là hàng còn khá là đẹp luôn. Đó, ok nha nè. Mã số 27 ạ. Một cây lắc léo KTC 1/2, giá 250 anh em nha. Đó, anh em mua những cái hàng này về sử dụng thì rất là bền bỉ nha. Em qua mã sản phẩm tiếp theo, mã 28, em giới thiệu anh em là một cây khóa 4 số của nhà Sankey anh em. Một cây khóa rất là nhỏ gọn ha. Chiều dài của nó chỉ khoảng là 15 anh em, 15 cm ha. Tuy nhiên anh em sử dụng được 4 cái đầu số luôn á. 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12 nha anh em. Đây, anh em xem hình thức cũng nguyên vẹn hết nha. Đảm bảo anh em mình không có dấu hiệu nứt gãy nha nè. Hàng của nhà Sankey, một cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng của Nhật ha. Cây này là Trích 2 anh em. Đây, TRV2 ha. Thường thì những cây này nó hay có số từ 1, 2, 3, 4 đó. Số 2 là những cái size chung chung nhỏ nhỏ ha. Số 1 thì những cái size nó nhỏ hơn nữa. Và số 3, số 4 là những cái size lớn hơn anh em. Đó, thì trong cái bộ sưu tập của mình, anh em mình có cái size số 2 chưa? Nếu chưa có thì anh em ủng hộ em ha. Hoặc là anh em nào mình đang có nhu cầu sử dụng những cái size số là 9, 10, 11, 12 thì anh em ủng hộ em nha. Đó, anh em xem các cái đầu vòng của nó này. Đó, ok ha.
hoàn hảo anh nè. Đây. Đảo chiều tốt luôn nha nè. Hoạt động hoàn hảo ha. Mã số 28 ạ. Giá cho cây 4 số này là 201 nha nè. 201 ha. Anh em mình mua về sử dụng ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo luôn ạ. Mã số 29 nè, 29 giới thiệu với anh em là một cái bộ khóa ha, của nhà Rosson anh em. Đây, một cái thương hiệu của Đức ha. Bao gồm là 4 cây anh em, 4 cây. Các số theo thứ tự là 11, 13, 15 và 19 anh em nha. Đây ạ. 11, 13, 15, 19 là sẽ bao gồm là một đầu khóa miệng và một đầu vòng nha anh em. Đó. Hình thức thì cũng còn nguyên vẹn anh em nha. Đấy. Em sẽ đo kích thước của nó ạ. Cây số nhỏ nhất anh em đo được là 15 cm. Tiếp theo 17 cm, 18, 19, 19 cm đây nè, 19 ha. Và cây lớn nhất là 23 cm ạ. Đó, một bộ 4 cây này anh em ha. Chất liệu của những cây rồ sông này thì nó khá là cao cấp, cứng cáp lắm anh em. Anh em thấy ha. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà anh em thấy nè, không có dấu hiệu cong vênh anh em. Tình trạng thì cũng còn ok. Đây, em sẽ quay từng cây cho anh em mình xem luôn ha. Cây số 11 đây. Đó. Cũng chưa có cái dấu hiệu là bong chóc xê gì quá nhiều đâu anh em. Đây, phần đầu khóa đây ha. Cây số 13 ạ. Đầu vòng đây ha. Cây số 15. Cây số 15 ở phòng miệng nó có cón nhẹ anh em nha. Ở bên trong không có đáng kể gì lắm đâu. Này anh em mình mua về sử dụng còn tốt ha. Này, này là bị chóc xi thôi anh em nha. Chóc xi chứ không phải là cắn sâu vào bên trong đâu anh em nha. Rồi, phần đầu vòng đây nè. Đấy. Các cái răng rất là sắc luôn ha. Và cây số 19 ạ. Ở này nó có cái dấu hiệu nó bị chóc xi thôi ha. Không đáng kể đâu anh em. Này anh em thợ mình mua về, mình quan trọng là cái chất lượng của nó ha. Đây, anh em thấy cái phần miệng của cây này đẹp nè. Đấy, các cái đầu vòng, các cái răng ok nha. Đây. Một bộ 4 cây này anh em ha. Anh em mình mua về sử dụng. Hàng rồi xong thì anh em mình yên tâm về chất lượng của nó rồi. Rất là nổi tiếng ha. Mã số 29. Bộ này là 400.000, 4 cây khóa 11, 13, 15, 19. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 30 trong clip em giới thiệu anh em là một cây kìm mỏ nhọn anh em, kìm dạng kìm mỏ nhọn ha. Cái này là của hãng Roto anh em, một thương hiệu của Mỹ ha. Đây,
Roto USA ha. Ở đây có thêm một số cái thông tin của sản phẩm này, cái mã sản phẩm này nè. Đấy. Hình thức cũng còn tương đối nè, tương đối nha. Cây này chiều dài của nó em đo được là 20,5 cm ạ. Phần cán của nó được cái bọc cao su màu đỏ ha, màu đỏ huyết anh em. Thì tình trạng cán em thấy nó cũng còn tương đối nha. Ở đây có dính một số nước sơn vệ sinh ra nha nè. Em thì em chưa thấy cái dấu hiệu mà nó bị rách hoặc là cắn quá sâu vào bên trong. Tuy nhiên cũng có những cái vết trầy nha nè. Có vết trầy nha. Không có đáng kể gì lắm đâu. Anh em mình mua về sử dụng tốt ha. Rồi. Miệng kìm này nè. Cũng có cái dấu cắn nhẹ nha. Này ạ. Cái dấu cắn nhẹ như thế này anh em nha. Đó. Cây này anh em mình mua về mình sử dụng ha. Mã số 30, clip số 84, giá là 150.000. Một cây kìm Roto của Mỹ ha. Đây, Roto đây nè. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 31, em giới thiệu anh em là một cây kìm bấm cót rồi nè. Cây này là của hãng Lobster ha. Đây, hãng con tôm đó nè. Thương hiệu rất là nổi tiếng và các cái dụng cụ của Nhật nha. Cây này là dạng kìm bấm cót tự động nha nè. Với các cái đầu số của nó nè, 1.25, 2, 5.5 và 8 nha nè. Đây, anh em nào mình đang còn bấm những đầu số này thì anh em ủng hộ em ha. Chiều dài của cây này em đo được là 26 cm ạ. Với cái thiết kế của nó, phần cán được bọc cao su nè. Hình thức cũng còn nguyên vẹn nha. Em chưa nhận thấy được cái dấu hiệu nào mà nó rách hoặc là cắn quá sâu vào bên trong. Cán thì cái phần vỏ này nó bám chặt vào phần cán. Đó, không có bị trơn tuột gì hết rồi nè. Ở trên phần cán thì có thêm một số thông tin của sản phẩm này. Made in Japan ha. Đây, một số thông tin của sản phẩm luôn rồi nè. Đó, chuẩn hàng Nhật nha. Anh em mình yên tâm về chất lượng. Đây, kìm hoạt động rất là nhạy nha. Các cái ren, các cái ren bên trong này. Đó. Máy còn rất là sắc sảo ha. Đấy. Lò xo bung nhẹ tốt nha nè. Anh em xem phần hàm ha. Đó. Kìm hoạt động tốt hoàn hảo anh em. Đó, anh em nào mình thấy những cái size bấm cốt này phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ em nha. Cây này mã số 31, giá 300.000 nha nè. Rồi, em quên một điều nữa, anh em mình kiểm tra nè. Trên phần thân ha, trên phần đầu bấm, không có dấu hiệu nứt bể gì anh em nha. Không có dấu hiệu nứt bể gì hết ạ. Anh em mình yên tâm, chất lượng mình sử dụng nha. Rất là bền luôn. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 32. Ở đây em giới thiệu anh em là một cây vít tự động anh em, của nhà Vetsel nha. Nhà Vetsel, hàng của Nhật anh em. Cây này là bao gồm một cái cán vít nè và một số cái mũi vít nằm bên trong phần cán này anh em nha. Anh em nghe không ạ? Nghe cái tiếng kêu của nó bên trong phần cán nè. Đó. Rồi, đầu tiên em sẽ giới thiệu phần cán trước. Chiều dài của cán này anh em là 23 cm ha. 23 cm nè. Cái tính năng của nó tự động anh em. Đây, anh em mình đảo chiều bằng cách là mình gạt cái cần này ha. Mình gạt cái nút này này. Lên trên này, xuống dưới này. Còn anh em mình tắt cái tính năng tự động thì anh em mình gạt ở phần giữa giùm em ha. Lúc này thì cây vít nó sẽ không nhấn được nữa nha. Rồi, khi anh em mình hoạt động này. Đây, anh em mình chỉ cần mình nhấn xuống như thế này nha. Đó, là cây vít nó sẽ tự động quay nha.
Rồi anh em mình đảo chiều lại thì mình bấm cái nút này ngược xuống giúp em ha. Rồi. Đó là cái tính năng của nó. Còn về phần cán của nó, có cái cán này là chất liệu bằng nhựa nè. Đây, nhựa khá là cao cấp ha. Anh em xem để ý kỹ giúp em, không có cái dấu hiệu nào mà nó bị bể hoặc là bị nứt anh em nha. Thì cũng có những cái vết trầy anh em, những cái vết trầy trên bề mặt nha. Hàng này nó va chạm với hàng kia đó nè. Rồi, còn để anh em mình lấy mũi vít bên trong ra nè. Thì anh em mình vui lòng ha, mình dỡ lên giúp em như thế này ha. Đây, mình dỡ, nó có một cái lò xo nó tự động nó thu lại nè. Còn khi mình lấy mình dỡ lên rồi mình xoay qua một bên nha. Rồi các mũi vít nó sẽ nằm trong này nha nè. Đây, thì cây này ở bên trong nó sẽ có ba cái mũi nè, ba cái mũi, một mũi dẹp này và hai cái mũi ba ke, một mũi BH2 và một mũi BH1 nha nè. Đây, chính hãng vết sale luôn ha. Đó, vẹt sale luôn nha nè. Anh em xem các cái mũi nó còn ok luôn ha. Đây, các cái góc cạnh này. Rồi, khi anh em mình sử dụng, mình chỉ còn để cái mũi vít này vào cái phần cán để mình hoạt động ha. Rồi khi mình ngưng sử dụng, mình không sử dụng đến á, mình lấy mũi vít mình cất trong này giúp em, để mà mình bảo quản tránh thất thoát ha. Khi anh em mình quay lại này, anh em mình quay lại cái nắp đúng với cái vị trí ban đầu á, thì tự động nó sẽ đẩy vào nha nè. Đây, đây, đó, nó sẽ tự động khít vào ha. Đấy, một cây vít tự động của nhà vệ xe qua nè, mã số 32, giá của nó là 250.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 33 ha, 33. Tiếp theo giới thiệu anh em là một cái cây vắt nước nè, một cây ép nước cam ha. Hoặc là ép các cái loại hoa quả nè. Đây. Chất liệu của nó là bằng inox anh em nha. Ở đây có thêm một cái số thông tin của nó đây, ở trên phần cán đây nè. Cái hãng của nó này. Đây, hãng của nó. Rồi, hàng của Nhật anh em ha, Japan ạ. Rồi, thiết kế của nó anh em, thiết kế của nó là bao gồm một cái tay ép này. Nó sẽ khác với những cái cây trước mà em hay bán anh em. Những cây trước em hay bán ha, thì bên ngoài nó là kính luôn, nó kính luôn. Rồi mình ép nó đẩy vào cái khay ở phía bên ngoài. Tuy nhiên cái cây này thì cái vỏ bên ngoài của nó là rỗng anh em. Nó sẽ bao gồm các cái lỗ ha. Đây. Và bên trong nó có thêm một cái khay này nè. Bên trong nó có thêm một cái khay này. Đây. Cái dạng lưới anh em. Thì em cũng chưa có hiểu rõ lắm về cái chức năng của nó nha. Nhưng mà theo em nghĩ là những cái cây này nó dành cho mình ép cái số lượng lớn anh em. Là mình có một cái xô hoặc một cái, nói chung là một cái vật đựng ở phía bên ngoài đó nè. Và mình bỏ vào này mình ép ha. Mình bỏ kho vải vào này mình ép. Và nước nó sẽ ra từ các cái đường này ha. Nó chảy vào cái dụng cụ để đựng đó nè. Đó, nó không có hạn chế cái số lượng nước vắt ra giống như những cái cây trước em hay bán. Nó sẽ có một cái khay bên ngoài ha, thì cái lượng nước nó đựng sẽ khoảng tầm một trái hai trái cam gì đó thôi. Còn tuy nhiên cái này thì mình sẽ có một cái dụng cụ đựng riêng bên ngoài của mình và mình ép như vậy, nó sẽ không có giới hạn về cái phần nước ha. Và ở đây em thấy có thêm một cái phần lưới này, có thể là cho anh em mình lọc hoặc là mình ép những cái loại hoa vải nó nhỏ nè. Đấy, mình để vào như thế này ha. Thì đó, tình trạng nó với lại là cấu tạo nó như thế nào thì em giới thiệu anh em như thế đó ha. Có thể là em chưa có rành lắm, còn nếu anh em nào mình biết thêm cái thông tin sản phẩm này, mục đích sử dụng của nó như thế nào thì anh em cũng có thể chia sẻ cho em hay ha. Rất là cảm ơn anh em nếu mà em nhận được thông tin ha. Rồi em thấy các cái mối hàn của nó đây rất là chắc chắn và dày dặn luôn nha nè. Đây,
những cái hàng của Nhật thì anh em xem các cái mẫu nó này rất là chắc chắn luôn nha. Và ở đây nó có một cái độ nghiêng anh ơi, một cái độ nghiêng, một cái độ cong. Anh em mình khi mà mình bóp lại như thế này nó rất là có lực nha anh em nha. Chiều dài của nó em đo được này, khoảng tầm là 27,5 cm ạ. Về cái dụng cụ ở chỗ đây ha, em sẽ đo kích thước của nó. Chiều cao là khoảng là 6,5 này. Đường kính thì khoảng là 8,5 anh em ha. Đó, anh em đang xem mình thấy phù hợp với nhu cầu của mình thì anh em ủng hộ em nha. Mã số 33. Giá 350 ạ. Em qua mã tiếp theo ạ. Mã số 34. Ở đây em giới thiệu anh em là một cái bộ dao anh em. Đây tạm thời em bỏ qua bên này, em giới thiệu kỹ hơn về cái sản phẩm này ha. Một bộ dao của hãng Global anh em. Đây, bao gồm là 1 2 3 4 5 6 dao anh em, bao gồm một cái bộ 6 cái dao Global ha. Hàng của Nhật nha anh em. Đây. Đó. Với các cái size, các cái kích thước khác nhau anh em. Anh em nào mình đang có nhu cầu sử dụng một cái bộ dao xịn sò cho nhà bếp của mình thì anh em có thể tham khảo qua bộ này ha. Có từ size nhỏ cho đến size lớn luôn anh em. Rồi, em sẽ đo kích thước từng cây nha. Cây nhỏ nhất anh em. Chiều dài là 25,5 cm ạ. Tiếp theo là 26 cm ạ. Tiếp theo cây này nó sẽ có kích thước nhỏ hơn nè nè. Tiếp theo nữa ha. Cây này là 29,5 ạ. Tiếp theo nữa là cây này 30 nha nè, 30 cm ha. Cây này là 32 cm ạ. Và cây lớn nhất anh em là 34 cm ạ. Đó. Nó đủ cái chiều dài cho anh em mình tùy theo cái vọt mà mình còn cắt ha. Thì anh em mình sử dụng cái size nó phù hợp. Thì cấu tạo của cái hãng này nè, dao của hãng Global này nè, thì đây là nguyên bộ của nó ha. Nó có cái cấu tạo nó giống nhau hết anh em. Và chất thép của nó rất là đặc biệt nha. Chất thép của nó anh em mình cũng có thể tham khảo thêm á. Thông tin thì trên các cái thông tin mạng internet rất là nhiều anh em. Mình chỉ còn search dao của hãng Global ra thì nó rất là nổi tiếng. Anh em xem được rất là nhiều thông tin của sản phẩm này luôn. Thì theo em được biết nó được làm từ một cái chất thép rất là đặc biệt. Đó, nên nó tạo nên cái thương hiệu rất là nổi tiếng cho cái dòng dao này ha. Về phần cán của nó, bên trong là một cái loại cát anh em. Bên trong nó có chứa cát ha, giúp cho anh em mình cầm lên rất là nhẹ tay. Rất là nhẹ tay. Tuy nhiên có một cái độ đầm tay thích hợp để anh em mình cắt ha. Rồi, em sẽ quay chi tiết từng cây cho anh em mình xem luôn. Và cũng giới thiệu với anh em là toàn bộ 6 cái dao này là chưa qua bên em chưa có mài dũa gì hết nha anh em. Đó, anh em mình về mình sử dụng thì mình mài theo cái sở thích của mình nha. Mình muốn bén ngọt hoặc là vừa thì anh em mình mài lại giúp em ha. Còn những cây này em chỉ vệ sinh và em để riêng ra thôi. Em vệ sinh cho nó sạch sẽ rồi em để riêng ra thôi ha. Đây anh em xem chi tiết từng cây đây nè. Đó. Phần lưỡi dao đây ha. Cái tiếp theo ạ. Tuy nhiên hiện tại em thấy nó cũng khá là sắc đó nha nè. Khá là sắc. Anh em mình có mua hàng mình mở ra thì mình cũng cẩn thận giúp em ha. Khá là sắc luôn.
Trên đây có thông tin của sản phẩm anh em này. Đây, nó có cái mã số của nó anh em, GF5 nha. Đấy, chuẩn hàng Nhật nha nè. Cây này là GS3. Cây này là GS3 ha. Cây này GS5. Cây tiếp theo ạ. Cây này thông tin nó hơi mờ xíu. Cây này là G46 nha nè. G46 ha. Cái này em mình về mình vệ sinh thêm ha, mình mài lại giúp em. Tại vì thật sự là em chưa có vệ sinh kỹ những cây này nè. Chưa vệ sinh kỹ, chưa mài dũa gì hết ạ. Cây tiếp theo, cây này khá là mới đẹp luôn nè. Cây này là G55 anh em nha. Cây này tình trạng khá là đẹp luôn ha. Khá là mới luôn. Cây này là G2 nè. G2 ha. Anh em nào mình đã từng sử dụng qua cái dòng dao này thì biết cái chất lượng của nó như thế nào ha. Sử dụng rất là êm luôn. Và hiện tại nhà em cũng đang sử dụng cái dòng này nè. Thật sự là có rất là nhiều loại dao, nhưng mà em cảm thấy những cái dòng này dùng trong phân khúc gia đình đó nè, mình dùng gia đình, nó cũng vừa với cái thứ nhất là túi tiền ha, và thứ hai là cái chất lượng của nó nè. Rồi, cây này là cây dài nhất ha. Cây này là G3 nha anh em. Đó, rồi em đã quay chi tiết từng cây cho anh em mình xem rồi ha. Anh em mình cảm thấy phù hợp với nhu cầu của mình, anh em ủng hộ em nha. Mã số 34 ạ. Anh em chốt ha, báo giúp em mã số 34. Clip số 84 ha. Rồi, em xếp gọn lại và em xin phép qua mã tiếp theo ạ. Mã số 35. À, ở đây em có luôn một con đá mài dao của Nhật anh em. Của hãng King ha. Đây. Một cây đá siêu xịn. Made in Japan đây nè. Độ nhám của nó là 800 ha. Con này là còn mới, chưa qua sử dụng luôn anh em. Chưa qua sử dụng luôn nha. Mã số 35. Nó còn luôn cái thông tin của sản phẩm này. Này. Ở sau có một số thông tin đây. Đó. Anh em mình cũng có thể mình lưu lại để mình nắm thêm thông tin của cái này ha. Nếu anh em mình quan tâm nha. Nó có cái vỏ giấy ở bên ngoài và cái viên đá anh em. Em sẽ đo kích thước của phần đá trước nha. Chiều dài 21, bề ngang 7 anh em và chiều cao 3,5 ạ. Đảm bảo anh em phần đá này còn nguyên vẹn nha. Đây em sẽ lấy ra cho anh em xem luôn. Này cái bọc nó ở bên ngoài thôi nè. Nguyên vẹn không bị bể nứt gì anh em nha. Đây. Và khi anh em mình mua hàng em cũng đóng gói rất là cẩn thận. Anh em mình yên tâm ha. Đây. Các cái góc cạnh của nó không có bể, không bể cạnh, không nứt, không mẻ gì anh em nha. Đấy, ok ha. Một viên đá mài của Nhật anh em. Mã số 35. Giá là 500.000 cho cái viên đá mài này ha.
Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã 36. Em giới thiệu anh em là một cây búa đây. Một cây búa của nhà Edwin. Đây. Một cây búa nhổ đinh ha, của nhà Edwin. Với tình trạng là còn khá là mới luôn anh em. Cây này thì cái size của nó nhỏ gọn nha, rất là vừa tay cầm. Anh em mình sử dụng gia đình hoặc là anh em thợ mình sử dụng đều được nha. Đấy, cái size nó rất là vừa tay luôn. Tình trạng mới anh em, khá là mới luôn. Chiều dài nó em đo được là 28cm ạ. Phần cán của nó anh em xem đây. Cái này dính sơn thôi nè, dính sơn nước thì đó thôi. Mình về mình lau chùi bằng dầu nó sẽ ra nha. Hoặc là anh em mình vệ sinh bằng những cái bàn chải đó thì nó sẽ ra thôi. Đây thông tin sản phẩm đây nè. USA ha, mã của nó là E3-12 ha. Phần cán cũng nguyên vẹn anh em. Em chưa nhận thấy cái dấu hiệu mà rách hoặc là bị cắn gì vào bên trong hết nha. Nó còn cái độ nhám luôn này nè. Đấy, vỏ nó còn cái độ nhám bên ngoài luôn ha. Rồi. Búa này cái thiết kế của nó là đúc nguyên khối anh em. Và phần dưới là bọc cao su ha. Cái phần đầu búa với cán búa nè, anh em thấy nè, đúc nguyên khối luôn. Và cái chất thép của thằng Edwin này thì nó cực kỳ chất lượng anh em. Anh em xem ha, cái phần đúc của nó rất là mỏng luôn nè. Nhưng mà anh em thấy không có dấu hiệu cong vênh và rất là cứng cáp nha nè. Rất là cứng cáp luôn ha. Phần đầu búa đây. Đây là đầu 7 đinh ở đây anh em nha. Đầu đóng đây ạ. Đấy. Mặt đóng còn ok ha. Em sẽ cân trọng lượng của cây búa này cho anh em mình kiểm tra luôn ạ. Cái này 500g anh em, nửa ký ha. Đó, một cây búa. Với cái size nó rất là nhỏ gọn cho anh em mình vừa tay cầm luôn. Phần mã số của nó đây. Anh em chốt hàng báo giúp em mã số 36 clip số 84 ha. Giá 550.000 ạ. Em qua mã sản phẩm tiếp theo ạ. Mã số 37. Giới thiệu anh em là một cây thước thủy anh em. Một cây thước thủy của Mỹ nha. Cây này là của Mỹ. Hãng của nó là hãng Embry anh em nha. Embry đây, made in USA ha. Ở đây có thêm một số thông tin của sản phẩm. Anh em có thể mình chụp hình lại để mình tham khảo thêm ha. Rồi, cây này, cây chất liệu của nó nha anh em. Chất liệu của nó là nhôm. Đây, được làm bằng nhôm ha. Và các cái chi tiết này bằng nhựa nè. Các chi tiết này bằng nhựa. Khá là cao cấp luôn nha. Ở phần này thì nó có từ tính anh em ha. Một bên nó có từ tính nhẹ nha. Rồi. Cấu tạo chính của nó là bằng hợp kim nhôm. Cây này nhôm khá là dày dặn anh em. Nhôm khá là dày dặn, anh em cầm lên có cái độ nặng nha. Có độ nặng và rất là cứng cáp luôn anh em. Anh em xem chi tiết lại ha. Nè, thông tin của nó có trên cái phần đầu luôn nè. Made in USA ha. Nè, anh em xem thước các cái góc cạnh cũng rất là sắc nha. Đây nó dính sơn thôi nè. Mình về vệ sinh thêm giúp em ha. Đây. Em cà nhẹ là ra thôi. Sơn nước dính thôi ạ. Các cái ống thủy này hoạt động tốt nha nè. Không có bị nứt bể gì ha. Cái này là dính keo gì đó thôi anh em nha. Đó. Cây này có chiều dài là 6 tấc á nè. Đây. 6 tấc ha. 60cm ạ.
có từ tính nha nè, có từ tính nha, đây. Đó. Tại vì cái trọng lượng nó khá là nặng so với cây thước đó nè. Em không thể nào em thử bằng cây thước được ha. Tuy nhiên để những cái vật có bằng sắt thép thì nó có hít nha. Có từ tính. Rồi, anh em chốt cây này, báo giúp em mã số 37 nha. Giá của nó là 550.000 đồng. Em qua mã sản phẩm tiếp theo. Đây. Đây là một cây kẹp hàng ha. Một cây kẹp hàng. Của cái hãng của nó, hãng Saritru anh em nha. Saritru ha. Đây, một cái hãng rất là nổi tiếng về cái dòng kẹp hàm này. Và cây này là em thấy thông số của nó là 300A nha anh em. 300A ha. Đấy. Hình thức nó em thấy cũng còn khá là mới nha nè. Khá là mới luôn ạ. Này anh em xem các cái góc cạnh của nó nha. Kích thước của nó em đo được chiều dài là 22cm ạ. Như anh em thấy ha, cấu tạo của nguyên vẹn này, cái tay nắm đây. Nguyên vẹn ha. Đấy, là sao bung nhã tốt nha nè. Rồi, cái hàm kẹp của nó này, anh em xem này, cái răng kẹp của nó này. Đấy, ok anh em ha. Đó. Hình thức cũng còn nguyên vẹn nha nè. Anh em chốt cây này, báo giúp em mã số 38, clip số 84 ha. Giá của nó là 400.000 ạ. Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Anh em xem trong video cảm thấy mà ưng ý với món hàng nào thì anh em ủng hộ em ha.